Bức thư này nó xuất hiện như thế nào? Dịp ý nghĩa. Thực ra em cũng gửi nhiều bức thư nhưng mà thông thường em là em đâu? Sẽ gửi bức thư. Em thật ra em gửi rất nhiều bức thư. Em gửi kèm một quà. Món quà đầu tiên mà em gửi sau khi hai người unfriend nhau, không chơi với nhau nữa là món quà. Tức là ngay cả cái giai đoạn unfriend đó nha, là em cũng đã gửi tặng quà sinh nhật cho ảnh. Tại vì em nhớ lại cái thời gian mà khi ảnh chia sẻ với em những cái buổi ăn, thì ảnh nói là, với em cũng quan sát trên Facebook thì có vẻ là ảnh là một người thích ngày sinh nhật vì ảnh cảm thấy đó ngày đó ý nghĩa dành cho gia đình. Dạ, em tặng món quà gì? Cái năm đầu tiên á thì là em tặng một ổ bánh kem nó to cỡ này. Bà em thấy ổ bánh kem xong kêu trời. Nhưng mà ổ bánh kem nhưng mà ổ bánh kem đang được em thiết kế. Em thiết kế nó là một cái sân vận động có hình ảnh ngồi trên cái tivi, tức là ảnh là biên tập viên. Xong rồi cái bánh kem đó là được mô phỏng là sân vận động của cái đội banh là Manchester United. Là em biết ảnh thích. Thì cục bánh kem nó to lắm. Em vô em nói nhẹ với bảo vệ, em nói là bây giờ chị... Mở cửa cho vô nhà. Không được. Lúc đó em chưa vào nhà bao giờ luôn. Em chỉ biết là cái căn hộ đó thôi, với cái block đó thôi. Đó, xong mà em mới nói nhỏ với bảo vệ là bây giờ em gọi cái số anh này giúp chị. Nó là có shipper gửi một cái bánh kem gửi quà sinh nhật tới. Tại vì em biết là ông này chắc là cũng sẽ nhận quà sinh nhật của nhiều người thời điểm đó. Em mới nghe nói là ảnh không ở nhà nhưng mà em gái với ba mẹ có ở nhà. Thì lúc đó em mới... ba em nhận. Em tiếp, em tiếp cho bạn nó một 200 nghìn. Rồi mời nói là có gì em giúp chị là đưa cái bánh kem này lên trên... lúc đó em cũng chưa biết lầu rồi phải. Có gì phụ em gái ảnh đem lên nha, tại vì nặng lắm. Nó xong rồi cũng kèm một bức thư với tặng một cái chiếc cà vạt, tại vì biết công việc ảnh lên lên hình sẽ cần cà vạt. Đó. Có bánh, có quà. Lúc em nhận món quà đó thì em biết ai gửi? Chắc chắn. Tại sao em biết được? Chắc chắn là lúc đó là em biết. Em là... suy nghĩ gì? Em nghĩ là trời ơi, trời phí tiền quá. Em biết chắc chắn luôn, em kêu rồi, chính bà ơi. Tại vì á, gọi là cái chia sẻ mà thích Manchester rồi này kia hay là đội banh rồi này đó, tất cả mọi thứ là nói say xưa trong cái ngày mà em với Ngân Anh gặp rồi đó. Đúng rồi, mà có một cái điểm nữa nó rất là hay là Ngân Anh học ở Manchester luôn. Học nữa lại là và Ngân Anh ngày hôm đó có khoe em cái tấm hình là chụp là ở trong sân vận động của Manchester City, là đối thủ truyền kiếp của Manchester là đội mà em thích. Nên thành ra là cái câu chuyện đó nó khá là rõ rồi. Nên khi mà làm cái bánh này em kêu rồi, xong rồi xác định rồi, Leo Quân Anh với ai đó. Nên thành ra là em thì thường thì bả sẽ không có viết là bả tặng đâu, nên là em sẽ nhắn tin cảm ơn luôn. Em sẽ không bao giờ mà em để lại một cái ký danh như nào hết đó. Như vậy là người ta đủ biết rồi. Đúng rồi. Rõ ràng. Em nhắn em cảm ơn không em. Ai mà tốn kém. Fan là cũng quên tặng nhắn em la chứ. Em nhắn em la là phí tiền luôn á. Không, anh đó. Anh có nói là tốn kém gì đó. Không, anh chỉ nói là cảm động gì đó. Rớt nước mắt gì đó. Rồi, bánh to đùng mà. Trời ơi, bánh 3 tuần nữa. Nếu như vậy thì rõ ràng là lúc đó là mình muốn quay trở lại mối quan hệ này không? Năm đó cái thời điểm mà nhận cái bánh đó thì là thời điểm mà kiểu em cũng đang bị suy nghĩ tùm lum tà la thứ đó, rồi còn dịch giả rồi này nọ cả mọi thứ nữa, cho nên thành ra là kiểu như cứ bị lợn cợn trong vậy đầu. Vậy nó không phải là lá thư này rồi. Chắc chắn nó không phải là lá thư này rồi. Lá thư đầu tiên thôi. Chỉ là lá thư đầu tiên thôi. Chắc chắn. Nếu mà anh Khang dùng từ bước ngoặt thì không phải cái này.